chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Mr. Tiền Xe Máy. Thì chiếc xe AMG Tiền mới làm clip là đã có người mua rồi, chúc các chú đó lại. Tiền sẽ quay clip tâm tư, nguyện vọng và nhận xét của chú về kênh của Tiền và chiếc xe này ha. Giờ Tiền sẽ làm một clip hướng dẫn cho các bạn mua xe AB mà trả góp. Chắc có nhiều bạn thắc mắc điều này đúng không? Mua xe AB, hình thức trả góp, số tiền trả góp, lãi suất như thế nào đặng có một chiếc xe đi chơi Tết theo tên. Tôi nhức đầu điện thoại. Tiền sẽ nhờ một bạn nhân viên HD Session sẽ tư vấn về trả góp. Thì bạn này lúc trước là đã tư vấn về chiếc SH 2020 rồi, giờ tiếp tục tư vấn về chiếc AB 2020 nha. Đây là bạn HD xe xanh ha. Giờ nè, chiếc xe AB đó đó, 150, anh ta nói 150 đi. Thì giá của nó hiện tại bây giờ là trung bình cho là 56 triệu rưỡi đi. Phiên bản đặc biệt luôn ha. Vậy tối thiểu phải trả bao nhiêu tiền? Nó bỏ sao? Wow. Một chú xả ớt, một chú bù tạt nha. Vừa rồi thì các bạn vừa xem một cái đoạn trong một cái kênh mới của Tiền. Thì Tiền mới thành lập một cái kênh là Mr. Tiền Vlog TV, thích gì ăn đấy nha. Tiền mới ăn một cái con bạch tuộc còn sống. Nếu các bạn nào vừa thích xem xe mà vừa thích xem ẩm thực á, kiểu Mr. Tiền á, thì nhớ nhấn đường link bên dưới, ở dưới có cái đường link ha, nhấn vào ủng hộ Tiền nha. Cái này trả trước khoảng 30% là khoảng 16 triệu 950 ngàn. Còn nếu 16 triệu 950 ngàn đúng không? Dạ, đúng. Đây anh ghi ra thử coi. 10 AB 150 đặc biệt ha. Giờ đặc biệt là 16 triệu 950 ngàn cho 17 triệu đây ha. Vậy có nghĩa là cho dù AB 125 hay là AB 150 cũng phải trả trước 30%. Dạ đúng rồi. Có gói nào ít hơn không? 20% không? Dạ tại vì cái giá xe này nó hơi lớn nên bắt buộc phải là trả thấp nhất là 30%. Rồi lãi suất là bao nhiêu? Lãi này là chỉ có lãi 1.37 thôi, rẻ nhất bên em. 1.37. Dạ. Rồi ok, giờ em tính thử coi. Dạ anh trả tối thiểu là bao nhiêu tháng? Bên em có từ 9 cho tới 24 tháng. Dạ anh trả 9 tháng thử coi, 1 tháng anh trả nhiêu? 1 tháng anh góp khoảng là 5 triệu 108 ngàn. 5 triệu 108 ngàn. Vậy tính ra một lãi 1 tháng là bao nhiêu? Lãi mình là khoảng 1 tháng là bao nhiêu tiền? 1 tháng anh là khoảng 712 ngàn. 712 ngàn. Vậy giờ anh trả trước 17 triệu Anh còn nợ lại là 17 trừ cho 56 là nhiêu? Còn nợ lại khoảng 38 triệu. 38 triệu mà 1 tháng trả lãi chỉ có 712 ngàn thôi nha các bạn. Trả trong vòng 9 tháng hết nợ. Có xe đi ăn Tết. Thủ tục sao? Cái này thì em cần, anh có bằng lái không? Có. Vậy thì cho em mượn chứng minh nhân dân với bằng lái. Vậy là chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái thôi nha các bạn. Hộ khẩu cũng được đúng dạ, không? Dạ không có bằng lái. Rồi giờ cà vẹt xe là anh giữ hay em giữ? Nếu mà anh trả trên 35% á thì em giao luôn cà vẹt gốc, còn cái này chỉ có 30 thôi nên em sẽ giao cho anh một cái cà vẹt phô tô công chứng để mình đi được. Rồi vậy có nghĩa là với 17 triệu các bạn sẽ nhận được cà vẹt phô tô. Còn nếu mà tầm khoảng là 18 19 triệu hoặc là 20 triệu thì các bạn nhận luôn cà vẹt gốc về đi luôn, không cần cà vẹt phô tô nha. Vậy là cuối cùng là gì? Chứng minh hộ khẩu và chứng minh bằng lái. Trả trước khoảng là 17 triệu, trả góp là lãi hàng tháng khoảng chừng 700 mấy 800 ngàn trong vòng 9 tháng dứt nợ ha. Rồi còn nếu mà trả trước khoảng 20 triệu, 19 20 triệu lấy cà vẹt gốc về luôn. Lãi suất cũng như đó luôn ha, cực kỳ rẻ, cực kỳ ok luôn. Tết này có xe về luôn. Vậy ai có khoảng 17 tới 20 triệu ra gấp hệ thống Honda Đông Phương ha. Honda Đông Phương ha. Gặp ngay em gái xinh đẹp này, lấy chiếc xe về nhanh gọn lẹ, chiếc AB không cần nói nhiều ha. Và đặc biệt dày ở hệ thống Honda Đông Phương từ ngày 21 tháng 12 cho tới ngày 24 nha, tháng 1 năm 2020, các bạn mua xe tại hệ thống Honda Đông Phương, thứ nhất được giảm 1 triệu đồng tiền mặt, thứ hai đặc biệt cái xe B này nha, thứ hai được trả góp như nãy giờ mình đã trao đổi, thứ ba được tặng một cái nón bảo hiểm full đầu, full đầu cực chất cực đẹp luôn để cho các bạn nào đi xe AB phong cách ha. Rồi đặc biệt hơn nữa, ngoài đó là quà tặng thì rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Ở đây có đống quà nè, chuẩn bị gửi cho các bạn nè, các bạn tới mua đi. Đống quà này là để tặng ha.
Rồi ok ha. Rồi thì team cũng hướng dẫn cho các bạn cách trả góp, thủ tục. Làm hồ sơ này nhanh không em? Cái này thì khoảng tầm 30 phút. Trong vòng 30 phút là lấy xe về nha các bạn. Biển số thì là ngày 21 đây là bắt đầu có thể làm biển số rồi nha các bạn nha. Giờ còn đợi gì nữa? Không ra Honda Đông Phương lấy xe về còn đợi gì nữa? Ra gặp Mr. Tên hoặc điện cho Mr. Tên nha. Có những ưu đãi riêng nha. Nha, có quà tặng riêng nha. Ok nha. Rồi cảm ơn các bạn xem clip của Tên. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Đã xem clip vừa rồi của Tim nhé. Nếu anh em thích kênh của Tim thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký. Tiếp theo hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Tim ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Tim vào tìm kiếm của YouTube. Anh em sẽ tìm được kênh của Tim ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Tim nhé.